Vâng, chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ đi nhận định và phân tích cái tỷ lệ kèo của trận đấu giữa hai câu lạc bộ Roma và câu lạc bộ HCK. Cái là trận đấu thuộc lượt trận thứ hai của vòng bảng giải UEFA Europa League của hai đội. Và trận đấu này sẽ được diễn ra vào lúc 2 giờ rạng sáng ngày 16 tháng 9 theo giờ Việt Nam, và các cầu thủ Roma sẽ tiếp đón HCK trên sân nhà. Và theo đánh giá của nhà cái thì đội chủ nhà Roma sẽ là những người đánh giá cửa trên và sẽ chấp đội khách HCK với mức kèo là 2,25. Mức kèo phải tăng 2,5 và hạ xuống còn 2 trái. Mức tài xỉu trận này là 3,25, 3,5 và 3 trái tùy theo kèo biến động. Trước khi đi vào nhận định, mong các bạn ủng hộ mình bằng một like video này và một lượt đăng ký kênh nha. Và mình cũng xin thông báo thêm với các bạn là mình có tạo một cái kênh YouTube mới tên là Di Sỏi Kèo. Thì bạn nào quan tâm đến những nhận định của mình để tham khảo kèo bóng thì mong các bạn ủng hộ kênh mới của mình bằng một lượt đăng ký nha. Mình có để sẵn được link kênh mới ở bên dưới phần bình luận của video này. Các bạn cứ việc nhích nhẹ cái màn hình, các bạn xuống dưới phần bình luận. Sau đó các bạn sẽ thấy một đường link màu xanh và các bạn ấn vào đường link đó, ấn thêm chữ đăng ký là xong. Và bây giờ mình sẽ quay trở lại với cái phần nhận định bóng đá của trận đấu này nha. Trước đây thì Roma và HCK cũng chưa có lần nào gặp nhau, cho nên là cũng không có thông số đối đầu để gửi tới cho các bạn. Năm trận thi đấu gần nhất của Roma, Roma thắng 2, hòa 1 và thua 2. Năm trận thi đấu gần nhất của HCK, HCK thắng 3, hòa 1 và thua 1. Và ở trận đấu này với cái mức tỷ lệ thế này thì theo nhận định của mình chọn của chủ nhà Roma chấp 2,25 hoặc là hai trái ở trận đấu này. Mặc dù là nhà cái ra cái tỷ lệ kèo chấp nó cũng quá là cao, tuy nhiên thì xét về thực lực, đẳng cấp và chiều sâu đội hình thì Roma đang được đánh giá là nhỉnh hơn HCK rất là nhiều. Thứ hai, đến trận đấu này Roma có điểm tựa trên sân nhà. Và thứ ba thì xét về phong độ hiện tại thì Roma họ cũng đang có phong độ tốt, và ở lượt trận đầu tiên ở đấu trường Europa League thì Roma đã để thất bại trước Ludogorets rồi, nên là ở lượt trận này quay trở về đá sân nhà và gặp đối thủ cũng không quá mạnh là HCK thì đây sẽ là cái cơ hội để cho Roma có được chiến thắng đầu tiên ở đấu trường UEFA Europa League giải năm nay. Với chiều sâu đội hình tốt cộng với những cầu thủ chất lượng cho đội hình và điểm tựa sân nhà nữa thì mình nghĩ là Roma vượt qua được HCK với cách biệt là từ 3 bàn cũng không phải là quá khó đâu. Nên trận đấu này mình tin tưởng mình ưu tiên đá cửa Roma chấp 2,25 hoặc là các bạn an toàn nên xem đá chừng 50 phút gì đó cho mức kèo chấp nó hạ xuống tầm 2 trái, các bạn vào Roma cũng được. Mức tài xỉu trận này là 3,25, 3,5 và 3 trái. Thì những lần mà đá sân nhà thời gian đây thì mình thấy Roma họ đá cũng rất là tốt. Và ở lượt trận đầu tiên thì họ đã để thất bại rồi, cho nên ở lượt trận này mình nghĩ là họ cũng sẽ rất quyết tâm để có chiến thắng đậm trước HCK. Dự đoán trận này sẽ có tỷ số là 4-0 hoặc là 4-1 nghiêng về cho Roma. Và nào tin tưởng mình nữa hay là ưu tiên đắt cửa tài trong này. Và nếu như trận đấu này các bạn không tin tưởng của Roma do mức kèo chấp cao thì các bạn đá tài không được, các bạn hãy là đá nhẹ tài 3,25 để cho tài hạ tầm 3 trái hoặc dưới 3 thì vào mạnh. Ở mức hiệp 1 hay mức kèo chấp 1 trái và ta sẽ là 1,25. Thì đó hiệp 1 sẽ có tỷ số là 2-0 cho Roma. Hiệp 1 các bạn chọn của Roma được chấp 1 trái và đá tài. Đó là cháu chốt kèo chọn của chủ nhà Roma và đá tài. À, một cũng vậy. Thì cái này là cái phần nhận định riêng của mình về trận đấu này. Anh em nào có kiến khác comment bên dưới nha. Chúc anh em may mắn là chọn của mình. Xin chào, hẹn gặp lại.